người 16 điểm. Thì hứa hẹn trận đấu thứ 3 bảng E sẽ rất căng thẳng và chúng tôi sẽ cập nhật kết quả của trận thứ 3 và tổng quan hết tất cả trận đấu ở fanpage TG TV cùng với đó là group TG và những người bạn. Và đừng quên follow kênh Facebook TG TV và những cái nền tảng khác của chúng tôi như YouTube, TikTok và Buya TG TV. Và đây là Nghĩa Andy. Sau game đấu đầu tiên thì anh ta có một lợi thế khá ổn, anh ta cần đánh một trận đấu an toàn một chút để có được cái tấm vé đi vào vòng trong. Còn As dành cho anh ta. As này, Nghĩa Andy thì lại rất nổi với việc đánh long tộc nhé mọi người nhé. Nghĩa Andy nếu mà ai xem xin bạn ấy nhiều thì bạn ấy long tộc khá nhiều, xoay 5 tiền. Rất chất lượng luôn đấy. Khá bất ngờ với việc mà anh chàng Lâm Luis của chúng ta với game đấu thứ hai mà anh ta có thể đánh một cái form bài vào top được, nhưng anh ta quyết định liều và anh ta đã phải trả giá với việc có cho mình một trận đấu top 8. Liệu rằng game đấu thứ ba anh ta sẽ có một điều gì đó tuyệt vời hơn hay không? Có cho mình đó là hai long tộc rồi, nhưng mà Nghĩa Andy quyết định không đánh, anh ta muốn có một trận đấu an toàn. Ui, mà hình như tên vừa rồi anh ta không được lượng tiền chính xác. Không được chính xác rồi, khá đáng tiếc anh ta không được lượng tiền lợi tức, mặc dù như vậy thôi nhưng mà bị slow một chút. 10 tiền, đáng ra là anh ta tích được hai tên 10 tiền. Cái tên đó là cái tên đó là trước khi bán con Senna là có 9 tiền và sau khi bán ra bạn ấy có 12 tiền, thì tức là 2 tiền từ cái lợi tức sẵn có, nên là chắc chắn là pha đó không bán kịp. Nếu bán kịp thì phải là 13 tiền cơ. Hơi tiếc một chút. Và đây có lẽ là sẽ để một cái form bài như thế này và anh ta sẽ chờ đợi round đồ thôi. IB up cấp 4, Give Me cũng up cấp 4 và cùng chờ xem lượng đồ của Nghĩa Andy. Anh ta hoàn toàn có thể mỉm cười với lượng đồ này, có thể hướng đến khi mà 2.2 anh ta sẽ có mảnh đồ mà anh ta tối ưu và hướng cho mình cái đội hình mà anh ta cần. Nhưng mà như đã nói, anh ta cần một đội hình an toàn và anh ta quyết định bán long tộc, anh ta không hốp cho mình đó một con set nữa, bán để có cho mình 10 tiền từ sớm. Và đây là một đại đấu của Lâm Luis. Lâm Luis đang muốn đánh ven hay sao? Cũng không có cung. Start như này Lâm là xấu rồi. Rất nhiều một sao cũng như là đôi. Nghĩa Andy. Vũ ạ, theo em á, thì khi vừa nãy mà anh mình xem bảng điểm á, lobby thì kiểu điểm khá sát sàn nhau ấy. Thì giả sử nhá, em là một người chơi ở trong lobby này và có tầm 10 đến 12 điểm thì chiến thuật của em ở trận này sẽ là như thế nào? Thì lúc này em sẽ hướng đến bộ bài như là Velcot chẳng hạn, hoặc là đánh Lucian. Nó sẽ một bài đấu an toàn. 12 điểm mà. 12 điểm chắc chắn em sẽ hướng đến một bài đấu an toàn, ví dụ như top 4 chẳng hạn, một top 4 là 6 điểm. Còn anh Phong Hoa thì sao? Thực ra thì nếu là anh á thì anh không hướng cái bộ nào cả, mà anh sẽ hướng đến việc mà làm sao để thể giữ máu để vào top. Tức là em có thể để ý là mọi người up cấp rất sớm. Cái cần ở đây á là để giữ máu và đẩy máu những nhà kia. Thế bây giờ em chỉ cần đơn giản là những cái nhà đối thủ cạnh tranh của em out top thôi, là em vào top thì em sẽ đi tiếp, chứ không cần quan trọng là mình đánh gì cả, mình cứ đẩy máu này, giữ máu này, thậm chí có thể đánh vào những con co đơn giản 2-3 tiền là hoàn toàn có thể vào top rồi, không cần phải nghĩ quá nhiều cả. Hoặc thậm chí có thể là nhặt đồ để phá những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Và đây là Đức Anh 2K. Anh ta cũng có một form vệ binh, cùng với đó là chiến binh, có Udia 2 và có Huyết Kiếm. Up 5 luôn, rất khát nước. Và đó, anh ta đang hướng đến một bộ bài mà có một lượng đầy máu. Có vẻ là chiến binh chẳng hạn. Lượng đồ đánh chiến binh ví dụ như một Project từ sớm và có cho mình cung xanh và Huyết Kiếm thì rất là tuyệt vời dành cho anh ta. Yeah. Đức Anh có vẻ đánh khá đúng như điều kiện cần để có thể vào được top trận này rồi đấy. Up cấp, đánh cho mình những form đơn giản như là chiến binh vệ binh này. Đóng đầu một Huyết Kiếm thì cái form chiến binh vệ binh này nó rất là chì. Gần như là kẻ có thua sẽ chỉ thua 1-2 con thôi. Rất khỏe. Và check nhà khá nhiều. Nghĩa Andy anh ta đang có một cái kiếm từ thần và hoàn toàn thể hướng đến với việc mà anh ta lượng máu cũng không phải là một lượng máu quá nhiều. Anh ta có thể nhặt cung trong round tới 21 tiền được tích. Và khả năng cao anh ta sẽ chiến thắng nhà này với việc có cho mình đó form chiến binh vệ binh.
Mà liệu rằng có được hay không với việc mà kia là một con ma pháp sư. Và khả năng cao là có thể rồi, Olaf này có hút lại được máu hay không? Chắc chắn là được rồi. Thì là nhà của Phan Mạnh Mèo 10 năm thì phải. Giáp gai lắp từ rất sớm, khiến cho Lâm Luis có thể counter được cái vô cực kia và anh ta có một chiến thắng. Không được Cung hay trên cho lắm. chính xác như vậy rồi, anh ta mất cái chuỗi thua của mình, hai mảnh cung và một mảnh cung đã được nhặt đi, mảnh kiếm cũng là như vậy. Lâm Luis anh ta nhặt mảnh cung. Lâm Luis gặp khá nhiều khó khăn, anh ta muốn đánh bên thì phải. Anh Phong Hoa nhìn thấy là hình như anh ta chưa up cấp và có cho mình Thế đó một con thì viên hai, bốn con viên và nhặt cung. lại hơi khó rồi. Với kinh nghiệm của một người chơi Vayne rất nhiều ở cái bản này ấy, thì anh khẳng định luôn Vayne không phải là bài hướng đến top 1, top 2 nhé. Nó là Chắc một chắn luôn. bài vào top và Đúng, thực nó là sự một bài thì vào nó khá phụ thuộc vào khi mà chúng ta có một lượng cung ngay từ đầu và chúng ta không phải nhặt cung mà chúng ta nhặt thứ khác Chính chẳng xác. hạn, ví dụ như là cuồng đao hoặc là nhặt được một cái cuồng cung Luna sớm có thể là đép được lượng máu. Với việc mà kiểu Lâm bây giờ đang cần nhiều điểm á, thì anh nghĩ là Lâm sẽ cố gắng đép bằng cái form Vayne này kẹp hiệp sĩ á, và suy vong á, sau đó là bạn ấy sẽ up cấp, cố gắng up 8 sớm và roll cho mình một hai con kêu đánh xoay kêu thì sẽ hợp lý hơn đánh Vayne 3. Vayne 3 thì chắc là chỉ đánh vào top rồi, muốn đánh vào top 1 thì khá là phụ thuộc vào item, mà item của bạn ấy ở đây thì có vẻ là hơi xấu rồi. Không được đẹp bởi vì anh ta đang có là một cái giáp gai, nó không phải một cái điều gì đấy nó quá ngon ở đầu game, nó có phụ thuộc nhiều hơn và lượng tướng của anh ta, lượng tanh cũng không ổn, chuỗi cũng không quá đẹp. Lâm Luis đang là gặp khó rồi, anh ta rất bất ngờ khi mà thắng, có vẻ như việc lắp giáp gai và nhà kia chỉ có một lượng sát thương duy nhất là một con Khazix cầm giáp gai thì anh ta counter hoàn toàn. Anh ta thắng trong round đó và anh ta không có một chuỗi đẹp lắm. Raven có hai đồ từ sớm đến một nhà nào đó mà tôi không nhìn rõ tên. Một lợi thế khá lớn. Khi mà 2 chấm, nếu không nhầm thì anh ta có từ 2.5 cơ. 2.5 có Raven hai đồ, cuồng cung và huyết kiếm. Rất ổn. Bây giờ cái hoàn cảnh của Lâm nó như này này, cái trận này á mọi người đều đang rất là khát điểm, ai cũng sẽ đánh rất là vội. Nếu như mà Lâm muốn đánh Vayne á thì sẽ phải hyper roll, tức là 3.1 bạn sẽ phải roll luôn chứ không thể slow roll được. Nếu bạn slow roll á thì ở cái tầm giai đoạn 3 chấm á, sau 3 chấm á, bạn ấy sẽ bị đấm gần như là trận turn nào cũng sẽ bị đấm nguyên nhà luôn, khẳng định là sẽ là nhà up 6 và roll nhiều để đẩy máu á. Lâm mà đánh slow roll thì anh nghĩ là khả năng cao là Lâm sẽ auto. Rất khó dành cho Lâm Luis rồi bởi vì anh ta chuỗi không quá đẹp nên khiến cho anh ta có một cái hyperdrome không phải là quá nhiều tiền đâu, và lượng đồ mặc dù kể cả đôi khi anh ta có hyperdrome đi chăng nữa nhưng mà chúng ta có thể nhìn lại là anh ta chỉ có một con Vayne cầm một mảnh cung và một con Leona một và Poppy một thì hơi khó, mặc dù kể cả có Vayne ba đi chăng nữa nhưng mà anh ta không có lượng đồ. À, khoan nha, hình như bạn này có thể thua quái này. À, bạn Có này thần đọc hết sứ, đồ có thần rồi. sứ, có vô cực. Và đây, anh ta có một cái hút đồ, lượng đồ khá đẹp, có thể là hướng đến Nocturne rồi, anh ta muốn hướng đến Nocturne thì phải. Đúng rồi, Và khả đây, năng quay cao trở là hướng lại. nóc tên. Rune, Hyperrune hay Có không, rôn hay anh không? Để ta xem được cái up, rôn không? cũng có đồ này. Có đồ rồi, có một cái cuồng đao anh ta vẽ được. Anh ta đang check nhà một chút để quyết định, đưa ra quyết định. Một cái quyết định này có thể ảnh hưởng đến và anh ta roll. Không có quá nhiều, có Varus 2 có thể đép được ở giai đoạn này. Nhưng mà chưa thấy một con Vayne nào nữa. Hình như là roll thử thôi. Roll nữa hay không thì chúng ta cũng chờ đợi round sau. Khá căng thẳng với việc mà Lâm Luis anh ta không có quá nhiều sự lựa chọn, không có quá nhiều không gian để thở trong game đấu này. Với việc mà lượng điểm anh ta không cho phép điều đó. Có lượng đồ và Varus 2 thì anh ta sẽ thắng mà thôi. Có thể là up cấp, anh ta cũng suy nghĩ về up cấp hay không. Nếu bây giờ, à không, anh ta roll. Định roll luôn rồi.
anh ta không muốn thay đổi quyết định nữa, bây giờ là đâm theo hướng này luôn. Rôn tiếp, chưa thấy một con ven nào nữa cả. Chưa thấy. Và thêm một con ven nữa. Đây rồi. 6 con ven. Có thể tạm thành gọi nó là thành công. Người ta vẫn chưa muốn roll thêm. Có vẻ như là anh ta muốn roll chậm một chút, lợi tức một chút. Hai con Lucian đến nhà EB giờ. Ơi đây EB một chút, khi mà EB đóng cho mình cuồng đao huyết kiếm thì ra lại hai con Lucian. Thật sự là EBI anh ta tự ra một con Raven. Và anh ta vừa run 6 thì phải anh không ạ, nên là anh ta có cho mình đó là hai con con Lucian. Cũng phải tức lại run gần tiền. Hết tiền rồi đấy. Rất khát nước. Khát nước mà. Cực kỳ khát nước ở lobby này. Và Lâm Nguyễn phải nhanh chóng update bài đấu của mình mới có thể đẩy lại lực máu lobby và anh ta sẽ comeback. Roll tiếp. Những pha roll như thế này không có ven. 3 con ven nữa. Roll tiếp, 2 roll rồi. Roll nhiều một chút. Đấy là đang muốn roll thêm cả Leona 3. Muốn hướng là kiểu cả ven, cả Leona lẫn Varus ạ. Nghĩ rằng nếu một bài đấu ven mạnh thì phải có Leona 3 và cầm được 2 đến 3 món đồ thì nó mới là một bài đấu rất mạnh. Nhưng thực sự ven 3 mà Leona 2 nó không phải điều gì đấy quá ngon. Chính xác, nếu mà nếu như mà Lâm muốn đánh solo thì bắt buộc là sẽ phải có thêm Leona 3 sao. Bình thường á, nếu mà anh em đánh ven kiểu hyper á thì sẽ là kiểu roll một mình ven thôi, sau đó là sẽ đép bằng khung 4 suy vong kẹp kỵ sĩ á. Còn bây giờ nếu mà đã xác định đánh slow roll á thì sẽ phải khỏe hơn cái form đấy bằng cách là phải kiếm thêm cho mình con Leona 3 để đảm bảo lượng tanh, cũng như con Varus 3 để đảm bảo thêm lượng sát thương. Và em có hay đánh ven không Vũ? Em có hay đánh lắm anh ạ, đánh nhiều, cả em cũng khá là thuần thục. Nhưng mà theo em thì em hay đánh ven, theo em Lâm sẽ chặt gì? Em nghĩ là nhà con reo kia ngon quá anh ạ. Thực sự thì nó vừa là mảnh cung, cùng với đó con reo nó tanh ngon nữa. Nhưng mà thực sự thì nếu như anh ta có thể lựa chọn việc mà nhặt một cái vút bẫy, con ven khá quan trọng vút bẫy, nếu mà về lết gặp những bộ bài mà CC nhiều thì con ven này gần như là nó sốc sát thương không nhấc tay được luôn. Chính xác, Vũ nói chuẩn đấy. Nếu như pha đó bình thường là anh thì anh sẽ làm một cái vút bẫy trước, anh sẽ không có quan tâm đến cái cuồng cung đâu. Cuồng cung thì kiểu mảnh có thể nhặt sau được á, còn cái vút bẫy tầm này nó rất là quan trọng khi mà đến sắp đến 4 chấm rồi. Ồ, hơi bất ngờ TLS cường quyết định xoay sang Lucy rồi em ạ. Có vẻ như anh ta ra được một cái biến hệ biến pháo, anh ta xoay luôn. Lượng đồ anh ta rất ổn rồi, vô cực. Cùng với đó là cung xanh stack rất tốt với nhau, một mảnh kiếm nữa ở ngoài rất giàu nhé. 3.5 nhưng bạn ấy lên 750 tiền. Nhưng thực sự khá bất ngờ với việc mà anh ta lưu switch 8, anh ta còn tận 50 máu. Em nghĩ rằng lượng máu này là ổn, anh ta đép được khá tốt, việc mà thua không quá nhiều. Thua nhà Lâm Luis cũng chỉ có một chết thôi, 1-2 chết thôi. Anh ta còn tận 50 máu và bây giờ anh ta sẽ để lại được lượng tiền rất nhiều, lưu switch 8 cơ. Diệt ác quỷ. Hay là anh ta lấy cái vuốt thần long, có nhiều nhà đánh phép hay không, anh ta có muốn chết hay không, anh ta đang suy nghĩ. Sẽ lấy một đồ thủ em ạ. Nếu mà lấy cái diệt này thì sẽ thừa ra một cái BF khá thừa. Anh nghĩ là anh ta vẫn đang nghĩ về cái hướng đánh sát thủ nhiều hơn. Bởi vì một cái team băng ánh sáng này dành cho bộ bài sát thủ là rất ngon. Còn Diana sử dụng CC ngay từ đầu luôn. Và anh ta lấy. Thì khả năng cao là anh ta sẽ đánh. Đây rồi. Không, anh ta không muốn thay đổi. Chắc chắn là Lucy rồi. Lucy rồi. Ra một con Lucy như thế này. Không có Nocturne đâu. Với cái việc mà bạn ấy có cho mình biến pháo này á, thì bạn ấy sẽ đánh theo kiểu Lucy, hiệp sĩ và kẹp thêm thiết giáp nhá. Tức là sẽ đánh 4 pháo, 3 vệ binh và 2 hiệp sĩ, 2 thiết giáp, chứ không đánh theo kiểu là 6 vệ binh. Như thế nó sẽ cho phép anh ta đánh như vậy.
Đúng rồi, chính xác. Là lượng đồ là phù hợp để có thể đánh được cái form đấy. Cùng chờ đợi xem. Và Đức Anh, một đây là một thời điểm rất nhạy cảm, chúng ta sẽ được xem các nhà rune 7 và liệu rằng Cường anh ta có muốn rune mạnh một chút hơn nữa không để có cho mình một form bài ổn định để comeback. Sẽ phải roll nhiều đấy, ít nhất là phải kiếm cho mình được 4 pháo trước đã. Rồi, rồi anh ta muốn tranh chấp một chút. Axan đã có một con Lucian nữa rồi, rất ngon nha. Anh Khoan ta đã chưa nhá, phải bỏ qua quá nhiều tiền. nếu như mà có một con Ashka này thì hoàn toàn có thể đánh được Ashka pháo này, sẽ kèm được con Ashka này cầm pháo mình khá là khỏe nha, con Ashka cầm pháo thì cực kỳ khỏe luôn đấy. Con Lucian nữa thôi. Và cần một con Gadio chẳng hạn. Rồi, anh ta sẽ có 4 pháo mà thôi. Lắp đồ nào. Em cứ nghĩ rằng anh ta sẽ giữ con Axan đó và lắp cái biến pháo dành cho Axan. Vâng Nhưng rồi. không, anh ta lắp cho tạm cho nó Nautilus. Và kia là ba đồ kêu. Nghĩa là đi anh ta cũng, nếu mà ra được kêu nhưng mà hơi khó, anh ta có lượng máu không tốt nên anh ta phải run 7. Vẫn ăn đấm. Có Nico. Nghĩa có vẻ như là chọn một cái form hơi khó để đánh ở xong trận đấu này rồi. Nghĩa anh ta nghĩa đi anh ta hình như anh ta tham một chút long tộc nữa thì phải. 4 pháo và 4 vệ binh. Hơi nhiều đôi thông một chút và nghĩa đi anh ta chúng ta không xem màn hình cùng nghĩa đi. Anh ta có cho mình đó một con Galio 2. Nhưng mà anh ta xoay rắc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là anh ta dép thôi. Anh ta dép để có thể là lên 8 kiếm cho mình một kêu chẳng hạn. Lượng đồ này rắc không phải là quá tối ưu. Rôn. Có muốn mở biến hệ luôn hay không? 3 thiết giáp, 3 chiến binh và 3 hiệp sĩ đang hơi bị lẻ một chút và lắp 3 đồ kêu dành cho rắc. Giáp máu của mốc được chuyển sang vị trí của Galio. Con sắc mà cầm item này thì anh nghĩ khả năng cao là nghĩa đi out top rồi đấy. Nếu mà không có gì đột biến, kiểu bạn ấy ra được một hai con kêu thì mình không nói, nhưng mà nếu mà giữ nguyên cái form này thì nó hơi bị đuối á. Nghĩ rằng anh ta chỉ dép tạm thôi bởi vì có thể nhặt một con kêu đi chợ chẳng hạn, rau đi chợ và sau đó cố gắng lên được 8 bởi vì 4 chấm như thế này anh ta có 4 thiết giáp. À không, anh ta chưa có 4 thiết giáp, anh ta lắp Đấy ba luôn. mà thôi, anh ta muốn có thêm hiệp sĩ. Thì sao? Sẽ là hợp lý hơn đấy. Quyết định ôm Lucy à? Ôm Lucy của một số nhà thì phải. Cái việc ôm tướng ở cái giai đoạn này nhé, ở những cái trận cuối này là nên nhé anh em ấy. Nếu mà kiểu đang có những cái nhà cạnh tranh mình á thì nên ôm tướng nhé, nếu mà anh em thừa tiền. Nhiều bạn thì cứ nghĩ đây là kiểu không fair play các thứ, nhưng mà nếu mà anh em đánh giải thì cái việc ôm tướng như thế là hoàn toàn hợp lý thôi. Mình muốn đi tiếp thì mình phải làm cho đối thủ giảm sức mạnh, chứ nếu mà cứ nghĩ theo kiểu là khiến cho fair play các thứ thì quả thật là không hợp với đánh giải đâu. Đây rồi, bên của Lâm đây rồi, bên một con bên ba này. Thiếu 2 con Leona nữa để update Chính cho mình xác. đó, Leona 3. Axan cầm xẻng. Liệu rằng có nhà nào lấy hay không? Và nghĩa đen đi. Và đây là màn hình máy của Đức Anh 2K chứ không phải nghĩa đen đi. Chuyển sang màn hình máy của Đức Anh 2K rồi, một con Teemo đã có. Anh ta check nhà khá nhiều. Và Đức Anh 2K đang có một cái lượng máu không được tốt cho lắm, 24 máu mà thôi. Cùng chờ xem. Thỏ
sáu pháo. Anh Phong Hoa, có phải em vừa nhìn thấy một nhà sáu pháo không anh Phong Hoa? Hình như đó là nhà của Nghĩa Eddy thì phải. À không phải, nhà của TLS Cường thì phải. Nếu mà anh nhớ không nhầm thì chỉ có TLS Cường là bạn có biến pháo thôi. Nhưng mà anh ta lấy đâu ra thêm một cái biến pháo nữa nhỉ? À, anh ta... hình như là giờ 40 máu là ra ban phước thì phải em ạ. Anh ta ban phước, anh ta được một cái biến pháo nữa. Sáu pháo là một lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp. Và anh ta có khả năng cao sẽ vào top 1/2 thì anh ta 6 pháo. Rất ngon. Khá là giật mình khi mà tôi vừa ở nhà của anh chàng Cường đó mà thôi. Quay ra đây anh ta đã có 6 pháo rồi. Một con Axan cầm 3 đồ như này thì lượng sát thương đến từ Axan là rất nhiều. Và Đức Anh đang dẫy được. Anh ta run 8. Cùng chờ đợi xem anh ta những pha như thế nào, những pha tiếp theo. Đây là Đức Anh sẽ dẫy chết ở trong game đấu này chứ không phải là anh ta. Đây, 6 pháo, 3 đồ Lucian rất đẹp. Một con Lucian nữa thôi sẽ là Lucian 2, lượng sát thương đến từ pháo là rất nhiều. Tuy nhiên điểm trừ là không có Galio. Khá bất ngờ khi mà anh ta bán đi con Axan mà anh ta vừa sở hữu. Galio thiếu. Có vẻ như anh ta tự tin rằng là 6 pháo đủ lượng sát thương, cùng với đó là cung xanh đến từ Lucian rồi, nên anh ta không cần đến con Axan đó nữa. Và Axan của Đức Anh 2K dính thẳng vào những cái mũi súng của Lucian. Và Lucian 6 pháo sấy rất đau. Nhưng có vẻ như Lucian 1 không có quá nhiều sự chống chịu, và Axan gây lượng sát thương rất nhiều, khiến cho Cường anh ta phải thua, nhận một trận thua nữa. Khá đáng tiếc. Phong của Đức Anh bây giờ hiện tại đang là rất sáng rồi đấy. 6 vệ binh có biến 2 biến thiết giáp thì phải. Thì sẽ có 3 thiết giáp sớm, cộng thêm con Axan này nó rất là khó chịu luôn. Axan mặc dù là một con Axan 1 thôi, nhưng mà lượng sát thương gây ra với kiếm tử thần, cùng với đó là lượng hồi phục là rất nhiều. Chúng ta cùng xem anh chàng Cường này, anh ta có thể update cho mình đó là một con Lucian 3 hay không? À, Lucian 2 hay không? Chỉ là một con Lucian 2 thôi sẽ giúp anh ta vào được top trong game đấu này. Với việc lượng sát thương từ 6 pháo là rất nhiều. Nhưng đừng quên rằng chúng ta có nhiều lượng sát thương nhưng không có chống chịu thì con carry của bạn sẽ không có nhiều khoảng trống. Và anh ta đang thiếu Galio. Anh ta chưa có một con Galio nào cả. Đây rồi. Có Reo 2. Cải thiện khá nhiều điều. Cho Reo cầm tim băng hay không? Quyết định là đổi pháo sắc rồi. Em có để ý là gần như là bạn ấy không có một item nào tanh đúng nghĩa. Chính xác. Em nãy là bạn ấy có một cái vuốt rồng, à vuốt thần long, nhưng mà anh ta chọn cho mình đó là tim băng, nhưng mà lobby này không có quá nhiều nhà sát thương phép nên lấy một cái vuốt thần long là rất thừa. Real búp góc không được đẹp lắm nhưng mà không sao cả. Lucian được free shot và với 6 pháo lượng sát thương là rất nhiều. Nghĩa đen đi từ này chắc chắn sẽ bị ăn đấm mà thôi. Với một cái tim băng như thế kia thì con rắc này gần như là đần người trong cái pha này. 6 pháo lượng sát thương quá khủng khiếp. 9.000 dam với một con Lucian 2. Và nó sấy vào cái lớp thiết giáp của Nghĩa Đen Đi rất đau. Mặc dù Nghĩa Đen Đi có 3 thiết giáp rồi. Hơi đen. Vẫn chưa có cho mình item thủ đâu cả. Đó. Không ngoài dự đoán thì... bây giờ nếu là một con Axan 2 thì lại khác này. Đây. Con Axan 2 rồi. Hai biến thiết giáp. Có thể bỏ bớt một chiến binh và kẹp con ảnh. Đúng rồi. Sẽ có biến chiến binh. Đồng thời sẽ kích được cung thủ của Axan này. Lượng sát thương sẽ là ổn định thôi. Bây giờ quan trọng là phải sẽ xếp được con Axan ở vị trí hợp lý cơ. Con Axan nếu mà xếp không ở vị trí hợp lý, nó sẽ không được quá nhiều lượng sát thương đâu. Đây là Lâm Louis rồi. Anh ta up cấp. Ồ, Lâm có biến mình một biến nha. Công thủ.
Mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy là có rất nhiều vị tướng mạnh, nhưng mà đừng quên rằng là lobby này rất nhiều biến hệ. Rất nhiều đấy, Khiến khá là nhiều đột cho, biến. đúng rồi, khiến cho là cái lobby này rất khó đoán. Không biết được ngưỡng sức mạnh như thế nào là tuyệt đối trong cái lobby này đâu. Nhưng mà Akshan 2 đến từ Nghĩa Đen đi thì với một con Vayne không có quá nhiều được chống chịu thì Nghĩa Đen đi sẽ vẫn giành chiến thắng. 4 thiết giáp, 3 hiệp sĩ. Khá Thật đáng ra tiếc. thì Vũ ạ, theo anh ấy, thì với việc mà cái con Asuka này nó kích cho mình được ba vệ binh với có một mình cuồng đao ấy, anh nghĩ là bạn nên kiếm một con rắc thì hợp lý hơn. Không cần phải công thủ đâu, có ba vệ binh với cuồng đao thì chỉ cần một lần, một đến hai lần ra skin là con Asuka này nó sẽ 5 chấm tốc đánh luôn đấy. Có thể là anh ta sẽ nghĩ đến việc mà lắp luôn cái biến chiến binh kia, sẽ tối ưu hóa được cái hệ chiến binh một chút hơn là để cho một cái lượng đồ ở ngoài, vì anh ta không có quá nhiều máu đâu, anh ta chỉ còn lại 9 máu mà thôi. Sơ sẩy một cái anh ta hoàn toàn thể bị shut down và dừng lại vị trí out top. Và Akshan ở thì hiện tại là vẫn là tuyệt vời thôi, 5.3. Akshan 2 lượng đồ đến từ kiếm tử thần là rất nhiều, sát thương. IBI cũng chỉ còn lại một máu mà thôi, lobby chúng ta rất cân. Vút bẫy huyết vô cực, biến sát thủ, có găng đạo tặc, có máy chiếu. Đồ thôi. Đức Anh 2K khi mà đã có một con Akshan và cùng đó là những biến hệ khiến cho anh ta có thể dẫy được trong lobby này, anh ta cháy rồi, rực cháy Đấy. rồi. Đường già mới biết con ngựa hay mà. Chắc chắn là các anh sẽ có tốc cao thôi. Đừng quên là hai con Aphelios nữa sẽ có một nhà nào đó có Aphelios 3. Và lobby chúng ta rất khỏe, rất rất khỏe, chắc chắn là như vậy rồi. Nhìn cái lobby này rất khủng khiếp đi. Đây rồi. Nghĩa Đen đi update cho mình đó là Garen 2. Đức Anh 2K update Volibear đến từ vị trí của một nhà nào đó. Và Miss Fortune 2 được update đến từ vị trí của Lâm Luis cũng có 4 cung bộ bài Vayne. 6 suy vong. Đúng là lobby biến hệ rồi. Khó quá. Khó cho EB rồi. Với cái việc mà lobby ra quá nhiều biến hệ và ai cũng chọn thiết giáp thì con đờ ven này sẽ là bài yếu nhất có thể rồi. Rất tuyệt vời. Khi mà ở cái lobby như này không có quá nhiều nhà đánh mực, nên là những nhà khác rất dễ chọn biến hệ. Họ chọn luôn thiết giáp và gần như là đánh tay đôi và rất ngon dành cho những nhà đánh Akshan. Với việc mà những con thiết giáp thì không có quá nhiều tác dụng với Akshan đâu, Akshan bắn rất đau, đấm gần như là nguyên nhà. Nghĩa Đen đi dẫy được trong lobby này rồi, một con Akshan 2. Và IBI phải dừng lại top 8 rồi. Đây, hai con Aphelios nữa thôi. Biến tà Xấu. thần hơi xấu một chút. Đây là Gimme. Có lẽ là Gimme em nghĩ rằng là có biến hệ xấu nhất lobby thì phải. Có biến vệ binh. Có thể là không liên quan nhiều đến đội hình của anh ta lắm, biến tà thần. Lắp thuật sĩ vào, nếu là một con Teemo thay cho vị trí của Syndra sẽ là rất tuyệt vời, với việc mà lobby chúng ta rất nhiều năm nay. Và kia là một nhà đó như là Nhạc Cường thì phải. Nhạc Cường là nhà 6 pháo đúng không? Chính xác như vậy, Chính nhưng mà anh ta xác, không còn quá nhiều với việc mà không có lượng tanh hay chăng đây. nhưng mà là sát thương là nhiều, sát Sát thương thương rất là rất nhiều. nhiều. Đấm rất đau. Lobby rất cân, lượng máu rất sàn nhau. Không quá nhìn rõ được cái lượng máu, nhưng mà có vẻ như là từ top 4 đến, và không, có người phải dừng lại vị trí top 7 rồi. Từ top 4 đến top 6 làm các nhà đều dưới 10 máu mà thôi. Top 3 chỉ còn lại 11 máu, rất căng thẳng. Có vút bẫy dành cho Gimme. Anh ta liệu rằng có giải quyết được vấn đề là anh ta có được một con Aphelios 3 hay không? Một cái lobby chúng ta rất căng. Và đây là bảng điểm của bảng đấu E thì phải, chính xác bây giờ TG Green anh ta có cho mình 20 điểm. Và Drummond anh ta cũng là như vậy, bảng điểm rất cân, 20, 20, 19, 18 thì hoàn toàn xứng đáng dành cho top 4 này thôi. Và khá chia buồn cho SVM, No One cùng đó Mạnh Khởi, Kyo và Kid, họ đã phải dừng lại. Và chúng ta có thể thấy sự khốc liệt của The Chosen One mùa thứ 10, 20, 20, 19 và 18, quá khủng khiếp.
Và đây là Give Me. Anh ta còn 30 tiền, có muốn mua Timo không? Có lẽ là không, bởi vì đang không, cần cạnh tranh. Đang rất cần tranh. một con Afe 3 đây. Một con Afe nữa thôi. Một con Afe nữa là hoàn toàn có thể lật kèo này. Liệu có thể ra được con Afe nữa không đây? Quyết định đổi đồ rồi. Ơi đáng tiếc rồi. Ngon, khá đáng tiếc, bán hết để drone. Và không. Ôm Afe lên từ vị trí của nhà Lâm Luis thì hơi khó một chút để có thể có cho mình một con Afe 3 lên từ vị trí của Give Me. Bài của Give Me cũng không phải một bài yếu với việc mà anh ta có hai biến hệ, đó là biến cung. Ui. Thì tốc đánh từ một con con Afe này làm được rồi, con Afe này làm được rồi, chắc chắn sẽ là gục rồi. Có lẽ là phải nói là hai con Afe này làm được rồi, bởi vì mặc dù là không có đồ nhưng nếu mà là hai con Afe, Cát Chiều và Lâm Nguyễn phải dừng lại rồi, bảng đấu rất khốc liệt. Và Đức Anh 2K anh ta phải dừng lại vị trí top 5. Lâm Luis anh ta phải dừng lại top 6. Và kia là ai tôi không nhìn rõ quá tên, nhưng mà chỉ gần một tơn thắng thôi. Give Me có cho mình đó là một trận đấu top 2. Đáng tiếc cho Đức Anh rồi. Một con Ascan đồ khá đẹp nhưng mà bị hạ gục rồi. Nhưng mà tự nhiên tôi lại có cảm giác rằng nhà 6 pháo có thể chiến thắng được hai nhà còn lại, liệu rằng tôi có chính xác hay không, chúng ta cùng chờ xem. Với một con Lucian 6 pháo thì lượng sát thương gây ra là rất nhiều và xếp một con Vilcos khá đẹp. Xếp là đẹp, đẹp. Khả năng cao là hơi khó để có thể dứt điểm dịu Aphelios này. Anh nghĩ là có thể một chiến thắng dành cho nhà Vilcos đấy. Và em nghĩ là không, bởi vì con Afe này, ô không, khá đáng tiếc khi con Afe này không cắt chiêu được, nhưng em nghĩ là vẫn có thể chiến thắng. Với việc mà con As này bắn được đại quan tiết không rồi, hơi khó, lượng sát thương đến từ As 1 là không nhiều. Ô, ui, vẫn đủ, và anh ta vẫn có một cơ hội để có thể có thêm một con Afe Lius 3. Và kết đây rồi. Thì, kết thúc thì sống ra anh em ơi. Nhưng mà liệu rằng không, à đây có con Varus, có Varus nhưng mà không, không cần, không cần. Anh nghĩ là không cần đâu, chấp chết cũng được. Chấp chết có cho mình đó là hai cái phút bẫy. Thì khả năng cao là anh ta có thể chắc chắn cắt chiêu được và 10 mục tiêu mà phải lướt 3 cắt chiêu, và cùng với đó là kiếm tử thần, chết hụt thì sống dài. Và anh ta chỉ chết hụt một vạch máu đến từ vị trí của As thôi. Màn hình của tôi hơi giật một chút. Và chúng ta rất nóng lòng chờ đợi, và đây là 6 pháo đối đầu với có vững tiền thì chắc chắn là tơn cát chiêu đầu tiên. Con Afe Lius này không phá rồi cát chiêu, nhưng mà có vẻ như cát chiêu hơi chậm, và đây rồi đã cát chiêu và sạch xanh xanh. Liệu rằng có đủ hay không đây, một lần cát chiêu nữa em nghĩ nó sẽ một chiến thắng dành cho Gimmy mà thôi. Khá đáng tiếc, hay Gimmy đánh trận này quá hay rồi. Top 3 dành cho Cường, anh ta phải ngậm ngùi với việc mà con Afe Lius của con As, chính xác là con As đó đã cứu Give Me. Và thực ra Give Me cũng không quá quan trọng, nhưng mà anh ta thực sự có một cái phong độ khá là ổn định ở trong game đấu. Một cái bảng đấu này anh ta có hai trận đấu, một trận đấu top 1, một trận đấu top 2, và có vẻ anh ta sẽ có một trận đấu top 1 nữa với việc có Afe Lius 3 và Zeke biến có cho mình đó là kích cung thủ, thuật sĩ các thứ. Anh ta khả năng cao sẽ có một trận đấu top 1, chúng ta cùng chờ xem. Hơi khó bởi vì Afe 2 mà nhà kia hơi khó ăn rồi, thì làm sao có thể ăn được con Afe 3. Một lần cát chiều sẽ là 10 mục tiêu, hai bút bẫy được sử dụng. Mặc dù bài đấu kia là một bài đấu rất mạnh, đấy là FBA phong thứ 2. Em nghĩ là một lần cát chiều không? Anh nghĩ chỉ là một lần ra skin thôi. Bút bẫy thì em nghĩ là phải hai lần anh ạ. Bút bẫy. Đúng. Có bút bẫy là con Syndra nữa. Thì sẽ là một trận đấu top 1 thành Jimmy mà thôi. Anh ta hoàn toàn xứng đáng với việc đánh rất lì. Top 1 dành cho Jimmy, và anh ta chắc chắn sẽ có một vé đi tiếp với việc mà phải nói là chắc chắn anh ta có một vị trí đầu tiên để bước vào vòng trong. Xin chúc mừng Jimmy. Và chúng ta cùng chờ đợi bảng điểm. Và việc mà một cái lobby rất căng thẳng, lượng máu sàn nhau, biến hệ, mọi thứ tùm lum. Và đây là bảng đấu E, chúng ta đang chờ đợi bảng đấu F khi mà chúng ta có bảng điểm tổng kết, và chúng ta thấy được là rất căng thẳng
TG Green anh ta có một trận đấu phải dừng lại vị trí top 7 nhưng anh ta đã quay trở lại với game đấu thứ 3 có vị trí top 2. Thì anh nghĩ sao về bảng đấu E này? Bảng đấu E này cũng hơi đáng tiếc cho FM khi mà khả năng cao là ở hai bảng đấu này thì các bạn FM có vẻ như là một ngày không may mắn thôi. Khi mà cả bốn bạn FM khả năng cao là sẽ không đi tiếp. Và Green thì với phong độ khá ổn định thôi. Nhưng lúc chiều nay xem đánh rank thì anh thấy Green phong độ rất là hủy diệt. Với hai trận top 1 thì anh nghĩ là việc vào đi tiếp của Green là hoàn toàn xứng đáng thôi. Đang đánh rất là ổn định thì không việc gì mà bạn ấy mà Green có thể bị loại ở một cái vòng loại như này được cả. Còn Henry Ramon thì trước bạn ấy cũng có tham gia ở giải Anh thì anh xem bạn ấy là một người chơi xoay bài khá là hay á. Tức là có một cái tư duy xoay bài cực kỳ ổn định và hợp lý luôn. Và cuối cùng là Hyrule thì như mọi người biết rồi đấy, bạn thân của Tiger Fit rồi đấy. Thì cách đánh rất dị, lối chơi dị cộng thêm là hợp lý thì mình nghĩ là cái bảng này bốn người đi tiếp hoàn toàn là xứng đáng thôi. Và đây, một cái bảng mà Gipmy anh ta cho thấy một trận đấu mà anh ta có hai cái trận đấu top 1 cùng với đó một trận đấu top 2 thì 28 điểm hoàn toàn xứng đáng thôi. Và lượng điểm dành cho Gideon đi là 18, tiếp theo là phong thứ hai là 18 tiếp. Và Cường anh ta vẫn có cho mình với vị trí top 3 ở game đấu thứ 3 anh ta có 16 điểm. Mạnh Mèo, pha Mạnh Mèo 10 năm có lại 14 điểm và chia buồn cho Đức Anh 2K, Lâm Louis và IBI họ đã phải dừng lại. Và khá đáng tiếc dành cho Đức Anh 2K, anh ta có một bộ bài và Lâm Louis cũng vậy, tôi khá đáng tiếc cho Lâm Louis hơn. Anh ta ở game đấu thứ 2 anh ta mất một vị trí vào top và tự làm khó mình trong game đấu thứ 3, khá áp lực. Một bài bên thì như đã nói nó không phải một bộ bài mà nó cắt cốp vị trí top 1. Mặc dù là có khá nhiều biến hệ mà trong một cái lobby mà khá căng thẳng như này thì không thể nào mà phụ thuộc quá nhiều được. Anh Phong Hoa cũng chia sẻ một điều gì với cái bảng đấu này không? Cái bảng này anh nghĩ là cái việc mà mọi người chơi thì hầu như trận vào top là các bạn ấy roll khá nhiều ở 7 và ra được bài. Giống như là NS nghĩa đi ở trận 2 thì với việc ra Lucian 2 sớm, 3 đồ cộng thêm một con Galio 2 khiến bạn ấy hoàn toàn có thể kiểm soát được trận đấu. Và bạn Gimmy thì quá ổn định rồi, trận nào cũng roll 7 ra được form dev để có thể ổn định bài đấu, lên cấp và có mình một cái bài giống như cái trận 3 ấy. Rất ít nhà đánh Afe ở trong cái bản này nhưng bạn ấy lại tự có thể control được lượng máu cũng như giữ được lượng máu để có thể roll được Afe 3 thì hoàn toàn là xứng đáng thôi. Và rất là xứng đáng với Gimmy có thể có cho mình một cái phong độ 28 điểm, quá hủy diệt rồi, không có gì phải nói rồi. Vâng, rất tuyệt vời. Và các bạn ơi, các bạn hãy nhớ follow kênh TGTV và chúng tôi sẽ truyền tải cho bạn những giải đấu do TG tổ chức và rất vui khi đồng hành với anh Phong Hoa ngày hôm nay cát giải với bảng F và chúng tôi sẽ quay trở lại vào những ngày thi đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Và những người bạn nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.